nay chúng ta sẽ đến cái chương trình kết nối 120 giây cùng bệnh viện quốc tế Trung Châu. Tôi là bác sĩ Nguyễn Hiền Sử, sẽ nói về chủ đề siêu âm khảo sát thai thai trong 3 ngày giữa thai kỳ. Ở mức trường hợp 3 tháng đầu thai kỳ, chúng ta đã có những cái mức sàng lọc quan trọng để đánh giá vấn đề bất thường hay với em bé, hay bệnh lý với thalassemia, đánh giá cái cơ thể hay dịch. Thì hôm nay chúng ta mất 3 tháng giữa, chúng ta sẽ khảo sát vấn đề bất thường mình thấy ngoài với em bé. Ngoài vấn đề siêu âm khảo sát mình thấy ngoài cho em bé, ta coi vấn đề có bất thường về hình thái như mắt, mũi, tay trên em bé hay không, coi cái vấn đề cuộc sống em bé có gù vẹo hay không, coi tim em bé có đủ bú nguồn tim hay không, hay có bất thường tim nặng hay không. Ngoài ra thì có những trường hợp những bệnh lý có thể sửa chữa được, giống như là tay không khều hoặc là sức mơ trẻ bồng học, thì chúng ta để khi khảo sát mình thấy ngoài chúng ta có một kế hoạch chăm sóc nó tốt hơn. Ngoài cái việc vấn đề siêu âm về hình thái này, chúng ta ở bệnh viện quốc tế Trung Châu chúng ta có để siêu âm tim thai nhi ở mốc được tuổi 22 đến 26 tuổi để hạn chế vấn đề mở sọc để bị tập tim của em bé. Mà vấn đề bị tập tim của em bé là một vấn đề siêu âm và hay bỏ sót nhất trong trường hợp siêu âm khảo sát về hình thái em bé. Không đơn thuần chỉ chúng ta siêu âm khảo sát hình thái thai thì chúng ta chỉ chụp cái khuôn mặt của em bé để coi khuôn mặt bé phúng phím hay không, mà chúng ta đây khảo sát hình thái ngoài của em bé để coi có vấn đề bất thường hình thái em bé hay không, để cho chúng ta có những cái can thiệp tiếp theo để hạn chế bỏ sót vấn đề dị tật của em bé. Bên cạnh chúng ta đã sàng lọc ba tháng đầu thai kỳ đầu quý một rồi, thì dưới đây là những thông tin chia sẻ các em hiểu vào về vấn đề vì sao khảo sát ban tháng giữa siêu âm khảo sát mình thấy ban tháng giữa thai kỳ. Nếu như các mẹ bầu thấy những thông tin trên hữu ích hãy chia sẻ và like cho mình. Nếu như có vấn đề thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các mẹ bầu. Hẹn gặp lại các mẹ bầu trong chương trình 120 giây kết nối cùng Trung Châu. Xin cảm ơn.